Hello, xin chào tất cả các bạn. Và để trở lại cái màn comeback của mình thì ngày hôm nay Lao có hướng dẫn cho tất cả các bạn một clip gọi là siêu kính siêu phẩm với một tưởng vị tưởng Nagatoss để giúp cho tất cả các bạn chơi thật tốt hơn. Nhưng trước tiên để một clip thì cho mình xin phép tặng tất cả các bạn hai nick, một nick 600.000 và một nick 200.000, tổng cộng là 800.000. Để thay mặt xin lỗi tất cả các bạn trong 2 tháng qua mình không làm clip và bây giờ mình sẽ comeback trở lại và làm đều cho các bạn. Và đầu tiên mình sẽ tặng các bạn nick đó là 600.000. Là chắc chắn ra tài khoản Garena thông tin trắng sở hữu từ 50 tưởng trở lên. Đấy là quay random các bạn nhé. Chắc chắn nếu mà không xảy ra như thế này thì mình sẽ đền cho tất cả các bạn gấp 3, gấp 4 lần là 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi nhé. Nếu mà các bạn chỉ cần mà mua nick 600.000 mà fail. Rồi, mình sẽ nhấp vào một nick nào bất kỳ luôn. Mình sẽ mua tất cả các bạn. Và thêm một nick 200.000 này nhé. Để triền cho tất cả các bạn. Và các bạn yên tâm, bạn nào sẽ vào được. Đấy, các bạn cứ thoải mái đi. Đấy, khi mua thì hệ thống rồi, thành công rồi. Thì mình sẽ mua tiếp cái nick 200.000 này nhé. 200.000 này thì nó sẽ như nào ạ? Chắc chắn ra tài khoản Garena thông tin trắng sở hữu từ 30 tưởng trở lên và skin ngẫu nhiên các bạn nhé. Chắc chắn sẽ là 30 tưởng trở lên và skin ngẫu nhiên. Nếu mà không phải thì mình sẽ đền bù tất cả các bạn thoải mái luôn. Cho nên là các bạn hãy vào nick nhá. Mình dành tặng các bạn mỗi ngày sẽ dành tặng các bạn một số nick. Và ngoài những clip siêu phẩm ra thì các bạn sẽ ấy. Đây, các bạn sẽ paste lại thứ tư và các bạn xem nhá. Anh Vung 2001, 2001 này. Rồi, còn bây giờ thì các bạn hãy chờ đón hãy đón xem siêu phẩm Nagatoss ạ. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Lao đã quay lại đi rồi, mơ sướng đã quay lại. Và các bạn hãy yên tâm, sẽ có rất nhiều bí kíp mà Lao từng đạt ở những cái rank top 1 vừa rồi. Là cái mùa 12 Lao và đạt rank top 1 thích đấu. Và trải qua rất nhiều kinh nghiệm thì đến ngày hôm nay thì con Nagatoss phiên bản mới này đã bị giảm sức mạnh. Các bạn có biết giảm sức mạnh ở đâu ạ? Đến từ má tính. Nhưng không sao, Lao sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách chơi Nagatoss cực kỳ mạnh gấp 100% lần, là tăng gấp đôi sức mạnh. Thì đến clip này các bạn hãy lắng nghe Lao hoặc là mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho tất cả các bạn nhé. Đầu tiên thì Lao muốn hướng dẫn tất cả các bạn các thứ. Bây giờ là meta nó khác rồi, không phải là meta chúng ta sẽ phám toàn bộ con lính để chúng ta đi gánh như thế thì nó sẽ bị rất là bị động. Chúng ta phải đi gánh trên thế chủ động. Thì gánh trên thế chủ động như nào ạ? Chúng ta farm nhưng chúng ta sẽ để ý trên cái bản đồ con các bạn nhé. Nơi nào có đánh nhau chúng ta sẽ đi đánh ở đó. Và chúng ta thậm chí sẽ bỏ những con quả nhỏ. Thì đầu tiên mình sẽ ăn bùa cho đường rông. Và đầu tiên mình sẽ ghé, khả năng sẽ ghé ở đường kinh cống trước đầu tiên. Các bạn phải nên làm như vậy. Chúng ta không giết được nó nhưng cũng phải gây áp lực. Đây, Lao sẽ xuống gây áp lực cho nó. Mặc dù không giết được cái đó mình, Lao không biết nhé. Đây, Lao lên giết rồi. Rồi, chắc chắn từ lướt chiêu hái này rồi chưa bác, có biết đủ đám không, đủ đám không, đủ đám không, đủ không? Lao nghĩ là đủ đám cái phá này rồi, tuyệt vời, có bật mạng các bạn nhé. Các bạn phải cân nhắc cho Lao rằng chúng ta sẽ phải bắt buộc đi gánh cái meta này, cái meta gây áp lực. Chúng ta sẽ phải gây áp lực các đường, chúng ta mặc dù gây áp lực thì chúng ta sẽ lấy được rất nhiều lợi thế. Và không phải cái như trước đâu, chúng ta bắt buộc gánh phải có màn thì chúng ta mới ấy. Nhưng đấy, mình khuyên các bạn chúng ta phải gây áp lực các đường, chúng ta phải đánh báo quát cả map. Mặc dù không giết được màn nhưng chúng ta sẽ gây được cái hình tượng nhất định nào đấy. Khi gánh đường đó thì chúng ta sẽ quay ngược lại đường rông. Chẳng hạn cái phá này mình sẽ giết con cà phê đi nhá, không giết rat nhá. Đây rồi cà phê đi rồi rat, thế bật mạng là hai mạng đấy. Thôi hay quá, hiện tại thì mình đã có 3-0 và ở 2 phút 3 phút đầu tiên thì mình đã gánh được cho mình là 2 đường. Và đường mid thì tại vì sao cái phá để mình lại ra mid ạ? Bởi vì mình thấy con mid ở đâu ghế các bạn nhá, con mid, con KDC đang đánh nhau thì mình sẽ gây ra áp lực ở đó. Thì mặc dù sẽ không ăn được màng nhưng chúng ta sẽ làm được con rat nó đề phòng mình, rằng là thằng Nagatoss sẽ ra đấy chắc chắn nó sẽ đánh ke chừng lại một chút. Đó là cái áp lực sẽ khiến nó đánh không thoải mái. Và khi nó đánh không thoải mái thì chắc chắn kỹ năng của nó sẽ bị hạn hẹp. Đó là lý do tại vì sao cái mùa này Lao hướng dẫn các bạn cách chơi có thể là gây áp lực và sẽ là tăng gấp đôi sức mạnh vì từ Nagatoss này. Đấy. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ quay ngược lại đi farm thêm một đường rừng lần thứ hai. Đó là farm con búa xanh, xong để farm búa đỏ. Thì farm búa đỏ xong chúng ta sẽ làm gì ạ? Sẽ gây áp lực lần thứ hai của trận đấu này vào con Veret này. Cường, mình không biết có sẽ giết được nó hay không, nhưng chắc chắn mình sẽ phải gây áp lực. Đấy, chắc chắn giết được rồi. Đấy, ôi, không giết được luôn ạ. Đấy các bạn nhé, mình không biết có giết được hay không, nhưng cái phá này, ôi dồi ôi, liệm ạ. Ôi dồi ôi. Rồi không sao các bạn nhá, cái pha này Lao mình sẽ chạy này. Ôi rồi ôi rồi ôi rồi phạo đồn hay quá. Đấy, mình không cần biết có giết được nó hay không, nhưng khi chúng ta gây áp lực được kinh công đôi thì chúng ta sẽ có được hai cái cách. Nếu các bạn mà ép được trù chúng ta sẽ ăn được trù ở đó, còn không chúng ta sẽ di chuyển ra mid và lên trên đường rồng đánh nhau. Đấy là cái chơi Nagatoss mùa này các bạn nhé, không phải là mùa này mà là meta này. Bất
kể tất cả các bạn đi rừng một vị tướng nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải yêu cầu gây áp lực. Mùa này là cái meta chơi áp lực chứ mà lại chơi kiểu là chúng ta chắc ăn như ngày xưa nữa. Cho nên bây giờ này mình sẽ lao lên đường tên các bạn nhé. Vừa ra mid gây áp lực xong mình sẽ lên đường tên. Đấy, các bạn thấy chưa? Thường thì chắc chắn bọn này sẽ không để ý đó. Nó sẽ không để ý bởi vì vừa thấy mình ở đường mid rất thấp máu rồi. Nó sẽ không nghĩ rằng mình sẽ gánh mid. Đấy là cái gây áp lực thứ hai. Đấy, cực kỳ khá đơn giản các bạn. Trong một trận đấu mình chỉ cần di chuyển từ đường rồng farm tướng lĩnh đường rồng ăn bùa xanh xong xuống ăn bùa đỏ, gánh ve rét xong đi ra mid xong lại xuống bot xuống rồng các thứ thì mình đã điệt hai lần. Thì các bạn đã thấy mình gặt hái được rất nhiều. Mặc dù nếu đặt ra các bạn ấy chúng ta không ăn được mảng đi thì chúng ta đã thành công rất nhiều rồi. Đấy là thứ nhất. Cái chơi cái cách đó thì chúng ta sẽ được gì ạ? Thứ nhất chúng ta sẽ có mảng và chúng ta đi gánh. Thứ hai chúng ta sẽ gây được áp lực toàn đường của team địch. Và cái thứ ba thì team của mình nó sẽ đánh tốt hơn một chút. Đấy cái pha này lao lên combo 5 chiêu các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà nói con Nagaroth yếu không combo được 5 chiêu vì cái má tính giảm thì các bạn hãy loại bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Vì các bạn đã xem rồi, mình vẫn combo 5 chiêu bình thường. Con Nagaroth mình nói thẳng luôn, phiên bản này nó mạnh hơn phiên bản trước gấp 2 lần. Cho nên các bạn không phải lo lắng gì đâu. Đấy. Rồi pha này mình sẽ nhảy vào cái con Alika này rồi. Ui dồi quản chết chết xong rồi đi đống giáo ạ. Rồi xong rồi. Ôi dồi ôi xong rồi các bạn ơi. Rồi không sao. Hiện tại thì hai lượng mạng của chúng ta đang có rất cân đang băng và thế trận thì nó cũng rất là cân băng. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ làm như thế nào tiếp theo ạ? Đầu game ở tầm phút thứ 7 đối với các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm đó là đi gánh hai đường. Là mình sẽ đi gánh toàn map cái đường rồng đường kinh cống là chủ yếu. Và khi mà cái thế trận mất trụ rồi thì sẽ là một cái chuyển giao của cái sự di chuyển. Thì nhiều bạn không biết Nagaroth nó sẽ chơi cái kiểu gì khi mà cái trận đấu nó va vào cái thế trận này. Rồi ok. Mình cũng nói thẳng luôn, đây là cái thế trận mà con Nagaroth nó mạnh nhất các bạn nhé. Thế trận của Nagaroth mạnh nhất. Tại vì sao ạ? Bởi vì khi chuyển giá của sự di chuyển thì tất cả các team địch sẽ không còn trụ ở hai đường. Thì đó là cái lúc chúng ta có thể di chuyển và có thể là đột biến nhiều hơn. Chẳng hạn chúng ta sẽ bắt được xạ thủ ở trong cái vùng sâu của nhà nó hơn. Chẳng hạn chúng ta có thể là tự do di chuyển và nhờ vào sự cơ động bậc nhất của vị tướng Nagaroth này. Đó là cái điểm mạnh nhất của vị tướng của cái thế trận này. Đấy. Nagaroth về late game chúng ta sẽ có một cách chơi mới. Nhưng hiện tại bây giờ chưa late game thì mình vẫn chưa nói. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi ở giai đoạn giữa game này. Đấy, lao vào. Đấy. Các bạn có thể thấy là khi mà chuyển giao vào sự di chuyển thì team địch người ta sẽ di chuyển rất là phéo. Bởi vì xạ thủ nó sẽ đi ra các đường khác phám và nó sẽ di chuyển linh tính. Thì đấy là cái lúc chúng ta sẽ mạnh và con Nagaroth nó sẽ mạnh nhất các bạn nhé. Con Nagaroth nó sẽ rất yếu khi mà cái trụ vẫn còn ở giai đoạn đầu game. Khi mà không bắn được trụ, khi mà không đẩy được sâu trong nhà của nó thì con Nagaroth mới yếu. Còn đây là giai đoạn mạnh nhất. Thì mạnh nhất chúng ta phải khai thác cái điểm mạnh nhất của vị tướng Nagaroth như thế nào. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng chúng ta không tận dụng được cái tuổi thanh xuân của Nagaroth ở giữa game thì chúng ta sẽ rất là fail về late game. Thì chúng ta sẽ tận dụng được như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh sâu vào cái mảng rừng của nó và chúng ta sẽ ưu tiên bắt những cái vị tướng nào mà chúng ta gọi đó là đủ lượng đám chúng ta bắt. Chẳng hạn như mình sẽ phân tích cho tất cả các bạn, trước khi chúng ta chơi một trận đấu gì chúng ta sẽ phân tích được rằng mình sẽ giết được con nào và con nào sẽ giết được mình sẽ chết trong bao giây và bao giây mình sẽ sống. Đấy, phải phân tích được như vậy. Thì mình đông đá đang tất cả vị tướng xạ thủ của team địch bây giờ mình sẽ combo một combo chết thì easy ra. Mình sẽ ưu tiên cho cả Elika này, Kefendi này và vị tướng Rat. Ba vị tướng mình sẽ ưu tiên hàng đầu bắt lẻ. Và chỉ cần như nào? Chỉ cần mình thấy nó xuất hiện trên bản đồ như thằng Rat. Các bạn thấy chưa? Chỉ cần thấy nó trên bản đồ, chúng ta sẽ lao đến nó, tiếp cận ở đó và chúng ta combo giết. Đấy. Các bạn thấy chưa? Bây giờ là sẽ đi vào khu rừng của nó đánh sâu nhá. Chúng ta sẽ đánh sâu vào mảng đó nhá. Còn các bạn ơi, con Nagaroth lao có một cái tuyệt chiêu là điều tiết thể lĩnh nữa. Chơi clip sau lao sẽ điều tiết cho. Đấy. Còn vị tướng Florentino lao sẽ ưu tiên về thứ tư. Bởi vì Florentino thực sự nó rất là khó bắt. Phải combo cực kỳ chuẩn chỉ chúng ta mới bắt được. Và khi bắt được rồi thì lao sẽ đi lên đẩy đường ở trên này các bạn nhé. Đấy. Đây là cách chơi mạnh nhất của Nagaroth. Bởi vì khi chúng thằng Nagaroth các bạn nhé là thằng... Đây pha này này. Đây. Ôi dồi đấy anh đấy. Ôi cái pha này kia. Ui đeo tín được cái pha. Ôi giời mù mắt quá. Cái pha để mình vẽ ít nhất là 3 mảng. Rồi. Ôi xong rồi. Rát cái chém này. Hay quá. Trời cái pha này các bạn có tín được cái mơ sướng có thể lướt được cái pha này không ạ? Ôi giời mình mù mắt cái pha này quá các bạn ơi. Không thể tín được.
đập hai phát vào tường. Thực sự các bạn cũng phải thông cảm, đấy không phải là Lao đổ lỗi đâu, mà là cái máy của Lao nó pin yếu ấy, cái cảm ứng của mình nó đang bị không được tốt, nhiều khi lướt cái chiếu 1 về đường 6 các bạn, nó không được ăn. Cho nên thực sự là cái phá đấy thì thực sự không phải là đổ lỗi đâu, mà do cái cảm ứng của Lao nó bị fail ở giai đoạn đầu game thôi. Đây phơ ló này, đấy các bạn nhá, phơ ló muốn giết được nó chúng ta phải có bó chuẩn 5 chiếu trùng tất cả chiếu thì mới chơi được. Đây cá phê nghĩ này, đấy đây là cái thế trận mạnh nhất của vị tướng Nagaroth, chúng ta sẽ tận dụng của tất cả những vị tướng, ưu tiên những vị tướng nào chúng ta bắt lẻ thì chúng ta sẽ thấy được thằng nào ở trên bản đồ, chúng ta sẽ đến đấy auto vào ma các bạn nhé. Đấy là lý do tại vì sao mình lại nói chúng ta phải tận dụng cái tuổi thanh xuân của Nagaroth. Còn chúng ta ví dụ như đến cái giai đoạn này chúng ta mới đi farm rồi chúng ta lại đi chúng vị tím của mình đi các bạn, nói thật nhiều các bạn là có ná yếu là đúng rồi. Nagaroth là một vị tướng hoạt động đơn lẻ rất tốt đấy các bạn thấy chưa. Mình nói như nào thì mình sẽ làm như nấy, thì mình sẽ làm được rất nhiều điều. Bởi vì khi chuyển giao của sự di chuyển thì rất nhiều vị tướng xạ thủ nó đi đào lộn các đường để nó phám. Mục đích của xạ thủ là nó phám các bạn. Đấy, thì chúng ta phải tận dụng cái điều đấy. Tận dụng cái điều là nó sẽ không con trù và chúng ta sẽ đánh sâu vào nha nó. Và nó sẽ phám, chúng ta chỉ cần nhảy một con bò la chúng ta giết. Đấy, các bạn quan trọng nhất để ý bản đồ con giúp Lao. Rồi, cái thứ hai này là thực sự là các bạn ơi, thông cảm giúp mình nhá. Mình ở từ đấy đã có rất nhiều cái cầm nang và rất nhiều kinh nghiệm. Bởi vừa rồi mình được tích tụ rất nhiều kinh nghiệm khi ở đến top 1 thách đấu, được tra đạp với rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp và mình có rất nhiều kinh nghiệm của các vị tướng. Thì các bạn yên tâm, đếm kính mơ sướng thì mình vẫn luôn luôn sẵn lòng phục vụ tất cả các bạn. Và 2 tháng vừa qua Lao không làm clip thì mong tất cả các bạn thông cảm nhé. Bây giờ mình có bách đây thôi. Và hy vọng tất cả các bạn có thể là giúp cho Lao một nút comment hoặc là một nút like cái clip này. Để các bạn nếu có những cái ý kiến các bạn muốn như nào thì mình sẽ làm như vậy. Mình rất mong muốn nếu bạn nào đã từng xem clip này của mình thì các bạn hãy giúp cho mình một nút comment nếu đã cái ý kiến của tất cả các bạn để mình có thể là cố gắng hơn. Và bây giờ khi mà cái thế trận chuẩn bị ngả về cái thế late game các bạn thì con ná nên chơi như thế nào ạ? Khi mà cái thế trận ngả vào late game, khi mà con Nagaroth bay vào 2-3 thằng sẽ bị bốc hơi, thì cái lúc đó con Nagaroth sẽ rất là khó chơi. Thì lúc đó theo mình nghĩ thì con ná sẽ được chơi rất nhiều cách, nhiều cách chơi. Thứ nhất chúng ta sẽ đi combat đẩy quái ba đường cao lên combat tổng 1 lần hoặc 2 lần để thử có chúng ta combat được tổng hay không. Đấy, nếu có mắt được chúng ta thắng, có mắt không được thì chúng ta nên bỏ ngay lập tức luôn. Đây phá này, ôi rồi hai thằng ạ, ôi rồi xong rồi chảy nhanh, ôi rồi các bạn thấy chưa, mình vừa nói xong nhá. Đây là cái lúc mà thằng ná nó rất là khó chơi, bởi vì là khi cái lượng sát thương của team địch nó to rồi, mình nhảy vào hai thằng là có thể là nó dồn bốc hơi rồi. Thì chúng ta nên như nào ạ? Thực sự là bây giờ sẽ chơi theo cái chiến thuật là đẩy lính cao ba đường giúp mình nhá, với thế late game nhá. Tại vì sao lại đẩy như vậy ạ? Mình sẽ đẩy ba đường lính cao lên thì mình sẽ đi combat tổng với team một lần, nếu có thua thì mình sẽ chơi chiến thuật đẩy lẻ, còn không thì sẽ làm một cái pha combat nơi này. Đây mình sẽ lao lên combat vào đây này, chắc chắn sẽ có rất là nhiều hàng vào đây ạ. Kalina này, Kalina này, rồi chém hay quá đấy. Và team địch đã chết 4 người rồi, và đây là cơ hội, một là sẽ là thẳng luôn cho bọn mình, còn hai là sẽ có cái đường siêu cấp thứ ba. Nhưng các bạn nhìn đi, con cà phê ni chuẩn bị ra rồi, con rat vẫn thủ được nha, lính của mình không có thì mình nghĩ sẽ rất là khó ở trong cái thị trận này. Thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ còn một phá combat nữa, chúng ta chỉ được thử hai phá combat cùng đồng đội các bạn nhé, chỉ được thử hai phá duy nhất thôi. Nếu các bạn thử lần thứ ba chết lần thứ ba các bạn sẽ thua lần trận đầu đấy, cho nên các bạn chỉ được thử một trong hai lần. Nếu các bạn combat tổng với team mà không ăn được thì chúng ta sẽ bỏ và đi đẩy lẻ. Và đẩy lẻ đó thì nếu trận đấu này mà đẩy được thì là mình sẽ hướng dẫn luôn, còn không chắc phải để clip khác. Bây giờ các bạn nhá, team địch nó sẽ không ra nữa, team địch nó sẽ không ra khỏi nhà nữa, thì đó là một cái rất là khó. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Đầu tiên vẫn là sẽ là quay được về ăn các mục tiêu lớn, chẳng hạn như con rồng các bạn đấy. Đấy, chẳng hạn con rồng, con cá sa các thứ, chúng ta sẽ đẩy đường lính cao lên, sẽ ép cho team địch đi về trong nhà hoàn toàn và thể bị động. Và lúc đó chúng ta sẽ tính toán rằng vị tướng nào là vị tướng sát thương cao nhất hoặc sẽ gây được gánh tím nhiều nhất. Chẳng hạn như mình sẽ phân tích các bạn một chút nhá. Caffeine và Kelika, hai vị tướng xạ thủ đấy, hai vị tướng xạ thủ đấy. Nó mình theo mình đánh nhìn thì cái con Caffeine nó sẽ nhìn hơn nhiều cái con Kelika, nên mình sẽ ưu tiên bắt con Caffeine hơn. Đấy là cả nhận định của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ đi đẩy lính, nhưng team mình đánh nhau. Ôi, thôi Lao sẽ đi combat, mình sẽ combat tổng một phát đây. Caffeine này, các bạn thấy chưa, mình sẽ phân tích cực kỳ chuẩn luôn, Lao lên đánh nhau luôn cái phá này. Rồi cân được 4 của nó chắc chắn.
đôi quad kill, mega kill bạn này này tí mà rồi. Đấy, như mình nói luôn, mình sẽ đi có mắt với đồng đội 1 cho đến 2 lần. Và đấy là lần thành công. Và thành công thì mẹ ôi mẹ cho, không thể tin được ạ. Cái pha mega kill meo cho mình luôn ạ. Thật ra thì trận đầu đến đây đã kết thúc rồi. Và xin chúc tất cả các bạn có thể leo đánh thật tốt hơn như Nakagot. Và chắc chắn tới đây mình sẽ cho ra nhiều sản phẩm cực kỳ kinh điển luôn. Các bạn hãy cùng theo dõi clip của mình nhé. Và bây giờ thì clip đã kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và vẫn là câu nói đó, mà yêu.